Cô chào các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ giới thiệu chủ đề nhận biết chất. Đây là một dạng bài tập rất quen thuộc trong bộ môn hóa học. Vậy nguyên tắc khi nhận biết chất là gì? Chúng ta sẽ dựa vào tính chất vật lý hoặc tính chất hóa học đặc trưng của từng chất để nhận biết chất. Sau đây sẽ là các thí nghiệm dùng để nhận biết một số chất khí. Em hãy nhớ lại, ta đã dùng các thí nghiệm gì để nhận biết khí lưu huỳnh dioxit, khí oxy và khí carbon dioxit? Mời các em xem đoạn phim thí nghiệm. Phim mà các em vừa xem thì cô nhắc lại nha. Ta sẽ dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết khí SO2 với hiện tượng dung dịch thuốc tím mất màu. Dùng que đóm còn tàn đỏ để nhận biết khí oxy. Hiện tượng chúng ta thấy được đó là que đóm bùng cháy. Và dùng dung dịch nước vôi trong để nhận biết khí CO2 với hiện tượng nước vôi trong hóa đục. Các em lưu ý thêm là khí SO2 cũng làm đục nước vôi trong. Do đó, trong các bài tập nhận biết có cả hai khí SO2 và khí CO2, thì ta luôn ưu tiên dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết khí SO2 trước. Sau đó, ta mới tiếp tục nhận biết CO2 bằng dung dịch nước vôi trong. Các em lưu ý nhé! Cô hướng dẫn các em cách trình bày bài tập nhận biết chất. Đầu tiên là lấy mẫu thử. Các em chú ý, ta phải có cái bước lấy mẫu thử này. Vì ta lấy một ít mỗi chất là mẫu thử thôi, để sau khi xác định đúng tên chất, ta vẫn còn cái chất đó, sử dụng cho các thí nghiệm khác. Bước tiếp theo là chọn thí nghiệm phù hợp để nhận biết các chất. Và từ hiện tượng thí nghiệm, ta xác định được tên chất. Và cuối cùng là viết phương trình hóa học minh họa nếu có. Các em vận dụng giải bài tập số 1. Có 3 lọ mắt nhãn đựng riêng biệt các khí oxy, khí lưu huỳnh dioxit và không khí. Bằng thí nghiệm hóa học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ? Ba khí này đều là các khí không màu. Ở đây, khí oxy và khí lưu huỳnh dioxit có thể nhận biết được bằng cách dùng que đóm còn tàn đỏ để nhận biết khí oxy, dùng dung dịch thuốc tím để nhận biết khí lưu huỳnh dioxit. Còn không khí thì không có tính chất hóa học đặc trưng, nên khi đã xác định được lọ nào chứa khí oxy, lọ nào chứa khí lưu huỳnh dioxit, thì lọ cuối cùng các em suy ra đó chính là lọ chứa không khí. Ta trình bày phần bài giải như sau. Lấy mẫu thử. Dùng dung dịch thuốc tím. Ta lưu ý, ưu tiên dùng dung dịch thuốc tím để nhận ra khí SO2 trước. Mẫu nào làm dung dịch thuốc tím mất màu
đó là khí SO2, không hiện tượng là khí oxy và không khí. Thì hai cái lọ còn lại, ta thấy có khí oxy, nên ta dùng que đóm còn tàn đỏ. Mẫu nào làm que đóm bùng cháy, đó là khí oxy, và lọ cuối cùng còn lại là không khí. Cô hướng dẫn bài tập số 2. Có 3 lọ mách nhãn đựng riêng biệt các khí oxy, khí carbon dioxide và khí nitơ. Bằng thí nghiệm hóa học nào có thể nhận ra các chất khí trong mỗi lọ? Ở đây ta thấy có khí oxy thì ta sẽ dùng que đóm còn tàn đỏ. Khí CO2 các em sẽ dùng dung dịch nước vôi trong. Còn khí nitơ là khí ta suy ra cuối cùng. Với phần trình bày vừa rồi, cô yêu cầu các em ghi nhớ các thí nghiệm nhận biết chất đã học, ôn tập lại kiến thức trong chương 4. Chúc các em có kỳ nghỉ thật là vui. Chào các em và hẹn gặp lại các em ở các bài sau.